Việt Beauty Magazine, tờ tạp chí chuyên ngành thẩm mỹ, xin trân trọng thông báo. Chúng tôi có tổ chức một ngày beauty show miễn phí vào thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020, vào lúc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại hội trường Việt Beauty Magazine. Quý vị sẽ được tham khảo tư vấn và được xem demo miễn phí về các dịch vụ làm đẹp đang hot hiện nay như eyelash extensions, microblading, gel builder và nail designs do các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực hiện. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-874-6446.